Hello mọi người, hôm nay là cả ngày Linh đi ngoài nắng. Thì hôm nay Linh về mình sẽ đắp cái mặt nạ miên lát màu xanh này nha. Mặt nạ miên lát màu xanh này thì nó sẽ làm cho da của mình nó bị nhả nắng. Khi mà các bạn đi biển nè, đi ngoài nắng về là nên đắp mặt nạ màu xanh nha. Thì trước khi đắp mặt nạ, Linh đã vệ sinh da thật là kỹ rồi. Thì bây giờ Linh sẽ thoa một cái lớp toner peptide nha. Trước tiên mình lấy hết cái tinh chất trong đây ra, thoa lên mặt. Trong đây nó rất nhiều tinh chất nha, mọi người đừng bỏ uổng lắm nha. Mọi người phải chăm sóc da nha, đi nắng về là phải cho da ngậm dưỡng chất liền, để không mà nó bắt nắng nó dễ bị nám lắm. Miếng này bỏ nha mọi người, mình lấy hai cái lớp này mình đắp lên. Cái miếng ngoài là nó sẽ định hình cho cái mặt của mình, miếng mặt nạ của mình. Rồi tiếp tục tháo cái miếng lớp lụa này ra. Mọi người tháo cái lớp lụa này ra nha. Định hình cho nó ngay ngắn cái khuôn mặt mình lại. Và tiếp tục cái miếng này nè, mình dắt nha. Dắt hết lấy cái nước ra. Thoa lên luôn. Nó nhiều lắm nha mọi người. Trong đây còn lấy thoa tiếp nha. Đây, mọi người thấy không, nó nhiều nè. Rồi, mình sẽ thoa tiếp ha. Thoa hết các dưỡng chất lên luôn. Thì các bạn mà da khô, da thường á, mình đắp tầm khoảng 40 phút nha, không rửa mặt lại với nước. Đây. Rồi, mình sẽ đắp 40 phút nha. Xin chào các bạn.